Thanh Diệp xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube TD Broadcasting. Thưa quý vị, hiện tại là 3:30 trưa ngày thứ ba, ngày 12 Tây tháng Giêng năm 2021. Và trong cái video này, chúng tôi xin được mở đầu với bản tin chúng tôi nghĩ rằng là nó quan trọng nhất trong cái cuộc sống của chúng ta trong ngày hôm nay, thưa quý vị. Đó là trong trưa ngày hôm nay, Bộ Tư pháp có văn phòng chính thức ở tại thủ đô Hoa Thành Đốn đã có một cái cuộc họp báo để mà tiết lộ ra một số các chi tiết quan trọng sau đây liên quan đến cái cuộc điều tra, truy tố, bắt bớ của cơ quan này với những phần tử nổi loạn tại điện Capitol Hill vào thứ tư của tuần trước. Quý vị đang nhìn thấy headline của tờ New York Post, có rất nhiều tờ báo đã cover cái bản tin này, bao gồm luôn là Washington Post, bao gồm luôn là Newsmax, bao gồm luôn là hãng thông tấn AP, nhưng tôi chọn tờ New York Post trong ngày hôm nay để dùng để làm cái headline. Thì thưa quý vị, khi mà cái người công tố viên trưởng của văn phòng Washington DC họp báo thì ông chưa biết một số các chi tiết sau đây. Thứ nhất là Bộ Tư pháp đã thành lập một cái task force, mình tạm dịch nó rằng là một cái đội đặc nhiệm để mà điều tra và cũng như là bắt bớ và truy tố những cá nhân nào mà đã tham gia vô trong cái việc gọi là âm mưu nổi loạn, tham gia cái cuộc nổi loạn vào thứ tư của tuần trước. Và theo lời của Bộ Tư pháp thì ông cho biết rằng là hiện nay đã có đến 70 người đã bị bắt và họ đã mở ra tối thiểu là 160 hồ sơ với 160 nhân vật mà hiện nay đang mà còn bị trong cái vòng gọi là thẩm vấn. Và cái vị công tố viên trưởng này cho biết rằng là ông dự đoán là sẽ cái con số này nó sẽ lên đến cả vài trăm người, vài trăm hồ sơ sẽ được mở trong những ngày tới đây. Và thưa quý vị, Bộ Tư pháp cũng nói thêm rằng là sau khi mà cơ quan FBI kêu gọi cái sự giúp đỡ của công chúng để mà truy lùng ra tên tuổi và danh tánh của những người mà đã tham gia vô trong cái cuộc nổi loạn vào tuần trước đó, thì họ cho biết rằng là tính thời điểm hiện tại họ đã nhận hơn được 100.000 bằng chứng bằng trong cái format điện tử mà họ đã nhận được từ người dân. Lấy ví dụ 100.000 cái bằng chứng qua cái hệ thống điện tử đó là cái gì? Hình ảnh và video của những người tham dự cái cuộc nổi loạn vào tuần trước mà họ đã tự gọi là họ vừa làm mà họ vừa để lại bằng chứng trên các trang mạng xã hội. Đó là một cách mà để cho những người này họ tự họ incriminate họ tự họ coi như là khóa tay khóa chân của họ. Thứ hai nữa, thưa quý vị, có những người nào mà tham gia vô cái vụ nổi loạn này mà không có tự mà gọi là quay video cho mình đó thì cũng bị người khác quay lại, chụp lại. Tại vì quý vị biết là trong cái ngày hôm đó có rất nhiều các YouTuber, có rất nhiều người sử dụng Facebook, sử dụng YouTube để mà tới đó để mà quay lại những cái coi như là những cái sự kiện trong ngày hôm đó. Thì những cái đoạn video đó, những cái hình ảnh đó khi mà đã được đưa lên trên mạng xã hội rồi thì nó sẽ ở đó vĩnh viễn. Và đó là những cái bằng chứng mà hiện nay cơ quan FBI, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang coi như là lần lượt xem xét để coi là nó có những cái manh mối gì để giúp cho họ nhận dạng ra những người nào mà đã tham gia cái việc này và để mà truy tố những người đó. Nếu mà tội nhẹ đó chỉ là về vấn đề mà đi tham dự thôi, đi tham gia vô trong cái cuộc nổi loạn này thì cùng lắm là bị truy tố với những tội danh như là xâm phạm vô trong những khu vực cấm hay là phá phách tài sản của chính phủ. Đó là về vấn đề tội nhẹ. Nếu mà những nhân vật nào mà bị FBI hay là bị Bộ Tư pháp có những cái bằng chứng cho biết rằng là họ là những cái người gọi là chủ mưu
đứng ra để mà gọi là xách động người khác làm những chuyện này, thì họ sẽ bị truy tố với cái tội rằng là phản loạn, nổi loạn, vân vân. Tiếng Anh nó gọi là sedition hay là insurrection, thưa quý vị. Thì để cho quý vị thấy rằng là họ hiện nay Bộ Tư pháp không có giỡn chơi, họ rất là nghiêm túc trong cái việc này. Và trong cái lời mở đầu của ông Stephen D'Antonio, phụ tá giám đốc của văn phòng FBI ở tại khu vực Washington Đốm, ông nói rằng: tôi muốn nhấn mạnh là cơ quan FBI có một cái trí nhớ rất là dài, và bàn tay của chúng tôi nó có thể với được tất cả những nơi nào mà chúng tôi muốn. Ông nói tiếp: cho dù là quý vị đã rời khỏi thủ đô Washington Đốm, nhưng các mật vụ của chúng tôi tại những văn phòng địa phương sẽ gõ cửa ở nhà của quý vị nếu mà chúng tôi biết được là quý vị đã tham gia vô trong những cái sinh hoạt phi pháp tại điện Capitol Hill vào tuần trước. Ông này nói thêm: chúng tôi đã mở ra hơn 160 hồ sơ về việc này, và đó chỉ là cái phần đầu tiên mà thôi. Đây là một cái cuộc điều tra, nó được tiến hành 24/7 để xem coi là chuyện gì đã xảy ra vào ngày đó. Chúng tôi không thể nào làm công việc của chúng tôi nếu mà không có sự giúp đỡ của người dân của Hoa Kỳ. Và từ thời điểm đến nay, những cái tips, những cái video, những cái hình ảnh mà chúng tôi đã nhận được đã có hơn 100.000 cái bằng chứng qua social media. Và đây là một điều rất là tuyệt vời. Và hiện nay chúng ta đang điều tra bất cứ những cái thông tin nào liên quan đến cái việc này. Chúng tôi đã truy tố hơn 70 hồ sơ. Và tôi tiên đoán rằng là cái con số này nó sẽ lên đến hàng trăm cái hồ sơ trong thời gian tới đây. Và thưa quý vị, đó là một phần của cái câu mở đầu của cái người gọi là phụ tá giám đốc văn phòng FBI có trụ sở tại tiểu bang tại thủ đô Hoa Thành Đốn. Ông nói tiếp: hiện nay các thanh tra tin rằng một số người trong đám biểu tình này, khi mà họ carry những cái zip tie, là họ có cái ác ý để mà bắt thành viên của quốc hội hay là nhân viên của họ làm con tin. Chúng tôi hiện nay đang điều tra và phỏng vấn rất nhiều người đã bị bắt trên toàn quốc, và những người này chưa biết rằng là một số nhỏ trong đám đông đã có những cái ý đồ để mà bắt người khác làm con tin. Thưa quý vị, và ông kết luận rằng cơ quan FBI hiện nay đang treo tiền thưởng 50.000 Mỹ Kim cho những thông tin nào liên quan đến những hung thủ mà đã cố tình đặt bom hay là mìn ở trong và cũng như là ngoài khuôn viên của tòa nhà quốc hội Capitol Hill vào tuần trước. Thì thưa quý vị, đây không phải là một cái điều dẫn mặt. Thật sự rằng là tôi thấy rằng là họ FBI và cũng như là Bộ Tư pháp xem cái việc này nó giống như là những cái sinh hoạt hay là những cái hành động khủng bố nội địa, tiếng Anh nó gọi là domestic terrorism. Và họ nói đúng, cho dù rằng là quý vị có thể quay về lại cái thành phố nhà của quý vị, tiểu bang nhà của quý vị, nhưng mà chỉ cần mặt mũi của quý vị xuất hiện ở trên mạng xã hội thì quý vị đã được FBI chú ý. Cái đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa rằng là nếu mà quý vị đã từng đặt chân vô trong tòa nhà quốc hội vào ngày đó mà có ai quay được, có ai chụp được, hay là mình tự quay và mình tự đưa lên trên Internet, thì bảo đảm sẽ có người gõ cửa nhà của quý vị về những hành động liên quan đến vấn đề nổi loạn. Đó là bản tin đầu tiên mà chúng tôi muốn mở màn trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị, kế đến nữa, đây là cái bản tin của cơ quan Newsmax cho biết rằng là trong thời gian vừa qua, đang có một cái âm mưu để mà bao vây
thủ đô Hoa Thịnh Đốn, tòa nhà Quốc hội vào tuần tới, cái tuần lễ mà gọi là cái tuần lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Joe Biden. Một ông dân biểu liên bang thuộc đảng Dân Chủ đã cho biết cái việc này vào sáng sớm ngày hôm nay, khi mà ông có một cái cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CNN. Dân biểu Conor Lamb của tiểu bang Pennsylvania nói như vậy và cho biết rằng là trong ngày hôm qua, khi mà các thành viên của Quốc hội được Bộ Tư pháp cập nhật về cái tình hình nguy hiểm hay cái tình hình mà an toàn hiện nay của thành viên Quốc hội đó, thì ông Conor Lamb này cho biết rằng là Bộ Tư pháp và FBI đã cho đa số các thành viên trong Quốc hội biết rằng là hiện nay có khoảng chừng 4.000 người thuộc thành phần vũ trang đang có những cái âm mưu để mà bao vây tòa nhà Quốc hội trong tuần tới. Và cụ thể rằng là họ đang nhắm đến ngày 24 tháng Giêng khi mà ông Joe Biden nhậm chức. Và đây là một cái tuyên bố rất là táo bạo. Và quý vị thấy, tôi xem trên trên Newsmax, tôi kiểm chứng lại với ở bên CNN và một số các cơ quan truyền thông khác, thì họ cũng đều tường thuật cái bản tin này. Thì đây là cái bản tin thứ hai mà chúng ta nên thận trọng. Cho nên rằng là nếu mà không cần thiết, quý vị nào mà không cần thiết đó, tuần sau không nên đi đến thủ đô Hoa Thịnh Đốn trong tuần sau, trừ khi là mình có những cái việc quan trọng để cho mình tới thôi, thưa quý vị. Kế đến nữa, thưa quý vị, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị cái bản tin liên quan đến Parler. Trong ngày hôm qua thì giám đốc điều hành của công ty Parler đã xuất hiện trên đài truyền hình Fox News và cho biết rằng là hiện nay, ngoài cái vụ kiện mà ông đang đối đầu với lại tập đoàn Amazon liên quan đến việc rằng là cái dịch vụ cloud system của công ty của ông đã bị hủy bỏ, ông CEO của Parler cũng cho biết rằng là tánh mạng của ông hiện nay, cũng như là tánh mạng của thành viên trong gia đình của ông, đang bị người khác đe dọa, đang bị người khác uy hiếp, để cho chúng ta thấy được rằng là cái gì, thưa quý vị, đó là cái chính trị hiện nay của nước Mỹ nó chia rẽ đến nỗi là bên cực tả và bên cực hữu xem người cùng một đất nước như là kẻ thù, chứ không phải là những cái đối thủ cạnh tranh chính trị nữa, mà là hai bên hiện nay đang xem người bên kia như là kẻ thù của một quốc gia khác. Đó là về vấn đề công ty của Parler. Và một bản tin nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị cũng tin tức liên quan đến các công ty công nghệ. Trong ngày hôm nay, Facebook đã chính thức xóa đi cái trang Facebook của cơ quan truyền thông của Iran mà không có thông báo. Thì bây giờ là tại sao mà họ lại làm cái việc này trong ngày hôm nay, thưa quý vị? Từ khi mà Twitter và cũng như là các công ty công nghệ khác có những cái biện pháp gọi là kiểm duyệt hay là xóa đi tài khoản của Tổng thống Donald Trump và những người đồng thế giới MAGA đó, thì bên bảo thủ, bên Cộng hòa, họ đưa ra một cái lập luận mà chúng tôi nghĩ rằng là cái lập luận này nó cũng có cái sự hợp lý của nó. Cái lập luận đó là lập luận gì? Cái lập luận này là nếu mà Twitter đã xóa đi tài khoản của Tổng thống Donald Trump vì cho rằng là ông này dùng cái tài khoản này để mà khuyến khích những cái hành động bạo lực khiến cho dẫn đến cái việc mà chết người đó, thì như vậy tại sao Twitter hay là các trang mạng xã hội khác không có xóa đi tài khoản của những nhà độc tài trên thế giới mà đã công khai kêu gọi cái sự gọi là chết chóc của nhân loại? Lấy ví dụ như là giáo sĩ Hồi giáo bên Iran, là cái người gọi là giáo sĩ đứng đầu chính phủ của Iran, khi mà ông này thường xuyên lên trên Twitter và nói rằng là đấng Allah giúp cho ông để làm sao mà tiêu diệt kẻ thù ở tại nước Mỹ, giết người này, giết người kia, giết lãnh đạo này, giết lãnh đạo kia của Do Thái, vân vân. Thì tại sao mà các trang mạng xã hội không xóa đi tài khoản của những người như là giáo sĩ Khomeini, như là Tổng thống của Nga Vladimir Putin, vân vân và vân vân? Thì đó là một cái lập luận
mà tôi nghe tôi thấy rằng nó rất là hợp lý. Tại vì nếu mà các công ty công nghệ đã xóa đi tài khoản của ông Trump vì cho rằng là ông này đã dùng cái tài khoản này để mà cổ vũ cho cái vấn đề bạo lực, thì họ cũng nên làm như vậy đối với lại các nhà độc tài trên thế giới, khi mà những cái phần tử đó, những cái người đó sử dụng những trang mạng xã hội của họ như là Twitter để mà kêu gọi giết người này giết người kia ở bên phương Tây. Đó là về vấn đề ở tên và chúng tôi nghĩ rằng là đó là lý do tại sao mà trong ngày hôm nay Facebook quyết định xóa đi cái trang phụ trách truyền thông của chính phủ Iran. Và thưa quý vị, bản tin kế tiếp chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị liên quan đến việc là trong ngày thứ hai vừa qua, trưởng khối Cộng hòa Kevin McCarthy tại Hạ viện trong cái cuộc mà gọi là conference call hàng tuần với lại các dân biểu bên Đảng Cộng hòa đó, có nhấn mạnh rằng là thành viên trong Đảng Cộng hòa tại Hạ viện nên ngưng cái chuyện phổ biến những tin tức silent về cái cuộc nổi loạn vào tuần trước cũng như là Antifa. Chắc quý vị còn nhớ rằng là sau khi mà cái cuộc nổi loạn nó xong, thì có một số người đã tung lên các trang mạng xã hội và đổ thừa rằng là những cái người ủng hộ viên của ông Trump đâu phải là cái người mà phá phách, mà đây là một cái âm mưu của phe cực tả, đó là nhóm Antifa. Đây là những cái người mà đã trà trộn vô trong cái cuộc xuống đường của phong trào MAGA, bày đặt là đội những cái nón giả của MAGA, những cái nón của Tổng thống Trump đó. Rồi sau đó, đây là những người mà thật sự là đã trà trộn và xâm nhập vô tòa nhà Quốc hội. Thì thưa quý vị, Kevin McCarthy trong ngày thứ hai hôm qua có nói rằng là quý vị nên ngưng đi với cái thuyết âm mưu đó và đừng có nói dốc nữa với giới truyền thông, là tại vì ông đã được cơ quan FBI tường trình về một số các bằng chứng của trong cái cuộc của cái biến cố đó, và FBI đã cho ông biết rằng là không có những bằng chứng nào tính tới thời điểm hiện tại đã cho biết rằng là Antifa hay là có những thành phần cực tả mà đã trà trộn vô trong cái nhóm biểu tình MAGA mà lợi dụng cái cuộc biểu tình đó để mà gây náo loạn tại điện Capitol Hill. Thì Kevin McCarthy đã nhắc nhở rằng là các thành viên dân biểu của Đảng Cộng Hòa nên ngưng với cái thuyết âm mưu đó, nên không có nên mà là đi phổ biến cái thuyết âm mưu đó nữa. Tôi xin tóm tắt lại cái lời của McCarthy như sau. Ông nói rằng thưa quý vị, chúng tôi xin quote lại một cái lời mà của một cái người đã nghe cái cuộc điện đàm này qua điện thoại đó. Ông McCarthy đã có nói với tất cả thành viên như sau, là ông đã nhận được những cái phần cập nhật của cơ quan FBI và họ đã nói rõ rằng là Antifa không phải là cái thế lực đứng đằng sau cái việc này, mà thật sự ra là những thành phần cực đoan ở bên cánh hữu như là cái nhóm QAnon là những người mà đã đứng đằng sau cái việc này. Và McCarthy đã kêu gọi các thành viên bên Đảng Cộng Hòa nên ngưng đi cái việc phổ biến những thông tin sai lạc về vấn đề này. Thưa quý vị, đó là một chuyện khác nữa mà chúng tôi muốn xin cập nhật cho quý vị. Và bản tin cuối cùng trong ngày hôm nay cũng là một bản tin tương đối là quan trọng liên quan đến chuyến bay của Tổng thống Trump từ thủ đô Hoa Tân Đốn đến thành phố Alamo của tiểu bang Texas. Thưa quý vị, một trong những cái di sản, một trong những cái ưu tiên của Tổng thống Trump trong 4 năm vừa qua, đó là về vấn đề di dân, hay là cụ thể hơn là di dân bất hợp pháp. Thì trong ngày hôm nay, ông đã bay đến thành phố Alamo và sau đó các nhân viên biên phòng đã đưa ông đến cái khu vực biên giới mà đã xây lên cái bức tường biên giới giữa Mỹ và nước Mỹ. Và ông Trump đã mượn cái khung cảnh này, cái thành tựu này để mà đánh bóng một trong những cái di sản của ông trong 4 năm vừa qua. Thì thưa quý vị, chúng tôi xin tóm tắt lại cái bài diễn văn đó, tại vì chúng tôi đã xem cái bài diễn văn này từ đầu tới đến cuối. Thì khi mà mở màn đó, ông Trump đã
tấn công các công ty công nghệ là đã bịt miệng ông. Cái đó là cái phần mở đầu mà ông chỉ dành ra khoảng chừng có 2-3 phút để nói về việc này. Sau đó thì ông mới nhắc đến cái chuyện là trong thời gian qua ông đã thành công giảm đi cái lượng nhiên bất hợp pháp mà đã trà trộn, đã cố tình nhập cảnh vô trong nước Mỹ như thế nào, và ông đã cải tổ lại các hệ thống biên phòng ở tại biên giới miền Nam bằng cách rằng là tăng cường cái việc gọi là lương bổng cho các nhân viên Border Patrol, tăng cường những cái thiết bị mà họ cần thiết, làm đúng theo cái yêu cầu của họ là phải dựng ra một cái bức tường cao như vậy để cho người khác không có leo qua được, vân vân, vân vân và vân vân. Ông nói thêm là ông cũng đã qua những cái xác lệnh hành pháp, đã cải tổ lại cái nội quy liên quan đến vấn đề gọi là xin tị nạn chính trị, tức là nó gọi là political asylum. Ông nói rằng là bây giờ muốn tị nạn đó, muốn xin tị nạn thì phải ở cái đất nước đó để mà xin, chứ không phải là xin rồi tự nhiên xin mà chưa có kiểm duyệt xong cái đơn xin tị nạn mà đã được chuyển vô Mỹ. Và ông cũng dùng cái bài diễn văn này để mà cảnh báo với những người mà còn nghe Tổng thống Trump nữa, là những cái việc này nó đang một cách hiệu quả, nó đã giúp ngăn chặn được rất nhiều cái việc gian lận. Tuy nhiên nếu mà một chính quyền mới vô, lấy ví dụ như là chính quyền của ông Joe Biden, thì dần dần chính quyền của Joe Biden có thể tháo bỏ đi một số các chính sách này. Cái bức tường thì tháo không được rồi, nhưng mà có thể là ông Biden nó sẽ dễ dãi hơn trong một số các chính sách liên quan đến vấn đề mà gọi là bố ráp di dân bất hợp pháp. Ví dụ như là trước đây nhiều người đã lên án chính quyền của đảng Dân Chủ cho rằng là họ hay có cái trò gọi là catch and release, bắt xong rồi thả. Còn bây giờ thì ông Trump nói rằng là trong 4 năm vừa qua đó, ông là catch and deport, bắt xong rồi trục xuất chứ không phải là thả nữa. Thì thưa quý vị, vì không có cái loa của Twitter, không có cái loa của Facebook nữa, cho nên rằng là một trong những cách mà Tổng thống Trump có thể làm được trong những ngày cuối cùng là có những cái sinh hoạt công khai như vậy để mà cho giới truyền thông tường trình lại, cho dù rằng là cái phần tường trình của họ đôi khi nó cũng không có thuận lợi lắm cho ông Trump, nhưng mà ít nhất là họ sẽ cover những cái sinh hoạt này. Chứ còn nếu mà ông không đi ra khỏi nhà thì bây giờ không có một cái phương tiện nào khác nữa để mà ông liên lạc với hay là trao đổi với cử tri, những người ủng hộ cho ông. Thì chúng tôi nghĩ rằng là trong những ngày tới đây ông Trump sẽ đánh dấu một số các thành tựu khác nữa, nhưng một trong những thành tựu lớn nhất đối với ông Trump là về vấn đề kiểm soát di dân bất hợp pháp ở tại biên giới miền Nam của nước Mỹ. Thưa quý vị, chúng tôi hy vọng rằng là tôi đã tường trình một cách trung thực về những bản tin vừa rồi, cũng như là cái chuyến đi của Tổng thống Trump tới Alamo, Texas trong trưa ngày hôm nay. Thay lời dịp xin cảm ơn quý vị rất nhiều, và chúng tôi xin cáo lỗi trước là trong vài ngày qua thì trời tiết nó cũng hơi lạnh, cho nên quý vị thấy rằng là tôi nói chuyện mà cái hơi nó cũng không rõ lắm, phổi nó cũng hơi yếu và nó cũng hơi ngạt mũi, cho nên có một số người đã than phiền rằng là tôi nói không ra hơi nhưng mà vẫn lên đây để mà đáng nói chuyện. Cho nên tôi xin cáo lỗi với những khán giả nào mà đã khó chịu khi mà nghe cái giọng của tôi nó yếu đến như vậy trong những chương trình gần đây. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi, và Tyler xin cố gắng xin hẹn quý vị lại vào chương trình của sáng ngày mai.